Dạ rồi, ok. Hello anh em, là em Kiên đây. Em Kiên rất vui khi mà trong buổi live ngày hôm nay, em Kiên đã chính thức quay trở lại với anh em ha. Rồi chúc anh em mình có một tháng 6 tràn đầy rực rỡ nha anh em. Số điện thoại mua hàng của em Kiên chỉ là một số điện thoại duy nhất, em Kiên luôn ghi phía dưới góc trái màn hình nha anh em. Là 0767608997 cũng đồng thời là số Zalo của em Kiên luôn ha. Khi anh em mình muốn mua hàng, anh em mình có thể nhấc cái máy lên alo Vem hoặc là có thể kết bạn Zalo Vem để em được tiện thể tư vấn cho anh em. Và anh em mình nên lưu ý là bất cứ những cái giá khi mà em Kiên báo trên phiên live, em Kiên chưa có bao gồm phí ship. Tuy nhiên, anh em nào lấy từ hai sản phẩm bất kỳ trở lên, em Kiên sẽ free ship toàn quốc cho anh em ha. Và phí ship bên em là đồng giá 30.000 toàn quốc nha anh em. Rồi, cảm ơn em mình rất là nhiều ạ. Thì thật sự là trong 2 ngày hôm nay em Kiên chưa có lên live để mà phục vụ cho anh em, thì anh em mình cũng biết rồi đó. Trong cái phiên live hôm bữa thì em có lên những cái con áo thun mà mình vải hai dài như thế này, thì thật sự là em không ngờ nè. Em không ngờ là em được sự ủng hộ và yêu thương của anh em mình quá nhiều. Hôm bữa là em về tổng cộng trước sau là trên 250 con áo thun mình vải hai dài như thế này nha anh em. Mà em không ngờ là anh em mình ủng hộ trong một phiên live mà không đủ hàng để mà mang lên cho anh em luôn á. Thì hôm bữa là 250 con áo là đã đi tích tắc trong một đốt nhạc. Thì bây giờ cái danh sách đặt hàng của anh em hầu như là còn khá là dày đặc ha. Thì anh em mình, nếu những anh em nào mà có những cái size mà 2X hay 1X hay là XL đó, thì anh em mình xin phép cho em Kiên nợ đơn của anh em tầm 3 hôm kể từ ngày hôm nay ha. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt 3 đơn. Những cái áo thun đó nó sẽ chăm hàng thêm cho em, cho em thì em sẽ trả đủ đơn cho anh em ha. Và em Kiên cảm ơn anh em mình rất nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ cho em. Trong trường hợp những cái áo thun này khi mà em Kiên gửi ra cho anh em mà nó có vấn đề, ví dụ như là số lượng, hay tại vì cái số lượng đơn mà khi mà anh em mình đặt em á nó quá là nhiều đi anh em, đâm ra là mình không thể nào mình tránh khỏi những cái sơ sót. Ví dụ em gửi ra cho anh em nó có bị sai mẫu hay là những cái gọi là mình hơi bị lọt sai một chút xíu, thì anh em mình đừng ngại nhấc cái máy lên alo Vem, em Kiên sẽ hỗ trợ đưa shipper đến tận nhà để mà đổi hàng tại nhà cho anh em. Anh em mình không phải mất phí gì hết. Cảm ơn em mình rất là nhiều. Rồi, trong buổi live ngày hôm nay thì em Kiên đã chính thức về được hai mã quần 6 túi hộp, mã 013 và mã 014 nha anh em. Để nói về hai cái mã quần này á, về hai cái mã quần trước là mã quần 011 và mã 012 thì em Kiên được sự ủng hộ của anh em hầu như rất là nhiều ha. Nhưng mà bây giờ nguồn hàng nó cũng đã đứt rồi anh em. Bây giờ thì em Kiên đã về được những cái lô hàng mới, đó là mã 013 và 014 ha. Đối với hai mã màu này, đối với hai mã màu này thì em phải nói và anh em mình rất dễ phối đồ ha, rất dễ phối đồ. Và những cái chất vải của hai mã màu này phải nói là tuyệt vời nha anh em. Anh em mình nếu mà hay chơi đồ lính là sẽ biết đến cái câu là nhất satan nhì túi chéo nè. Nhất satan nhì túi chéo ha. Đây đích thật ha, câu này là được sử dụng chất vải là chất vải satan nha anh em. Đây là mã 014, đây là mã 014 ha. Còn tên trên tay phải của em Kiên là được sử dụng chất vải của dùng áo túi chéo ha, đó là chất vải bubbling. Và chất vải con này là được sử dụng chất vải bubbling xưa ha. Đây là mã 013. Đối với hai mã màu này thì hầu như là anh em mình sẽ rất dễ phối đồ. Giá thì nó cũng rất là hợp lý cho nên mình chơi và trải nghiệm thử ha. Giá cho một con quần này nó chỉ có mức giá là 250.000 cho một quần. Ví dụ anh em mình mua chỉ một quần thôi thì anh em mình cũng hoan hỷ, cộng thêm 30.000 tiền ship giùm em ha. Tuy nhiên anh em nào mà mua từ hai sản phẩm, em Kiên sẽ free ship toàn quốc cho anh em ha. Rồi, bây giờ em Kiên sẽ đi review trước về cái mã 013 trước. Đối với mã 013 này là nó được sử dụng một cái chất màu đúng chất màu của áo túi chéo xưa nha anh em. Và cái chất vải này là được sử dụng chất vải bubbling. Chất vải bubbling, hầu như chất vải bubbling là một trong những loại vải đắt tiền nhất trong những cái dòng loại vải mà để may thành cái những cái chất vải Mỹ ha. Đây nè anh em mình coi nè, cái chất vải nó rất là láng nha anh em. Rất là láng luôn, và cái màu này phải nói là rất là đẹp. Anh em mình có thể, ví dụ anh em nào mà đã cái đợt còn những cái áo thun như của em nè, anh em mình có thể phối với những cái quần này, nó cũng rất là đẹp ha. Hoặc là anh em mình phối với những cái con áo thun sáng. Cái này là em chỉ lên những cái con áo để anh em mình hình dung được cách phối đồ thôi ha, chứ em không có bán cái áo này đâu. Đó, anh em mình có thể coi nè, anh em mình coi nè, phối nó cũng rất là đẹp nha nè, phối cũng rất là hợp lý ha. Những cái áo thun trắng đối với những cái quần này cũng được. Hoặc là anh em mình chơi những cái áo thun mà sáng màu á, có cái màu sáng á, đó, anh em mình phối vô như vậy nè, nó cũng rất hợp lý nha nè. Đấy, anh em mình coi nè, phối vô nó cũng rất là hài hòa ha. Đối với những cái con màu quần này thì phải nói là phối đồ cực kỳ ok luôn. Rồi,
em Kiên sẽ cho đi review về cái mã 013 này trước. Về phần thiết kế thì nó cũng sẽ như những cái mã trước mà em Kiên hay like cho anh em thôi ha. Về vẫn đủ size để mà phục vụ cho anh em ha. 30, 32, 34, 36. Cho anh em nào có số đo vòng bụng là cỡ tầm 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 là vẫn mặc được cho em ha. Rồi, về phần thiết kế của những cái quần này thì em Kiên sẽ đi đánh giá từ trên xuống dưới ha. Và chất màu thì anh em mình cũng đã thấy rồi, chất màu vải bublin rất là đanh nha anh em. Cực kỳ đanh luôn ha. Đây là những cái dòng này là phải nói là em Kiên cực kỳ thích về cái túi nha anh em. Túi rất là sâu. Đây nè, anh em mình coi cái túi này nè. Đó, anh em mình thấy không? Phải nói là rất là sâu luôn. Anh em mình bỏ điện thoại hay là bỏ bóp vô á, mình ngồi xuống thì nó cũng không có bị rớt đồ. Mình an tâm về cái chuyện đó ha. Rồi, về cái thứ hai là những cái túi hộp này nè, là nó được làm những cái túi hộp bản phân tiêu chuẩn ha, không quá to, không quá nhỏ. Ví dụ đi, ở bên này nè, là nó sẽ có những cái tem US Army, nhưng mà chỉ một bên thôi ha, nó chỉ có một bên, bên này là có thôi. Một số anh em thích và một số anh em không thích, nó là tùy theo quan điểm của mọi người. Thí dụ anh em nào mà không thích thì mình có thể tháo cái phần này ra ha, nó không có bị, đây nè, nè, anh em coi em Kiên tháo nè. Nó không có bị hả dấu chân kim đâu. Đây nè, anh em mình coi nè, em tháo ra ha, không hề bị dấu chân kim luôn. Đây đấy, anh em mình coi nè, không hề bị dấu chân kim ha. Đấy, đó là cái đặc tính của dòng chất vải bublin nè, nó tháo ra không hề bị dấu chân kim luôn ha, rất là đẹp đó. Tháo ra như vậy thì nhìn cái quần nó thì nó sẽ hài hòa hơn. Ví dụ anh em nào thích thì mình vẫn để nguyên thôi, anh em nào không thích thì mình tháo ra. Rồi, bảng phía sau và phần ngoài tổng thể nó là như vậy ha. Phía sau thì nó sẽ có một cái túi là túi hộp chìm, cúc là cúc phiêu ha. Đây là cúc phiêu nổi nè, cúc phiêu bóng nè. Ở phía sau nó sẽ có một cái phần bảng lá nem như thế này ha. Lá nem này thì nó cũng sẽ có một số anh em không thích và một số anh em thích ha. Nhưng mà nếu theo quan điểm cá nhân của em thì nó có thì nó vẫn sẽ tốt hơn nha anh em. Tại vì những cái lá nem như thế này á, khi mà anh em mình ngồi xuống hay là mình tiếp xúc với cái mặt đất nhiều á thì nó sẽ đỡ hao mòn về cái phần mông mình rất là nhiều ha. Đây là còn về cái phần đẹp hay là xấu thì nó sẽ tùy theo quan điểm của mỗi người nha anh em. Tất cả đều may hai đường chỉ đôi hết ha. Rồi, ở phía phần đai như thế này nè, là nó sẽ có cái phần đai rút. Ví dụ anh em nào mà bụng 78 đi, mình lấy cái size 30 thì anh em mình cảm thấy mình hơi rộng thì mình sẽ gịch vô hai bên một xíu. Trong trường hợp mình ăn no thì mình nới ra, mình ngồi xuống, nó không có bị kích cái phần bụng ha. Khi anh em mình đo và cái phần quần á, em sẽ đi chi tiết một chút xíu để mà anh em mình hình dung ra ha. Tại vì một số anh em á hay đo ở phần trên đúng rồi nè, thật sự là nó không phải nha anh em. Anh em mình nên đo ở phần dưới đúng thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Nên đo ở phần mà anh em mình hay mặc quần á là nó sẽ chuẩn xác hơn ha. Như em là dùng bụng có tầm 88 nè, đây nè. Em dùng bụng có tầm 88 này nè, là em sẽ đo ở phần dưới đúng ha. Đây nè, đo ở phần dưới đúng như vậy là sẽ chuẩn chắc ăn nhất ha. Đó, dùng bụng có tầm 88. Rồi, đó về phần mã 103. Đây nè, đây là về phần ngoài thôi ha. Em sẽ nói về phần ngoài thôi. Còn về cái phần trong của này là được sử dụng hệ khóa thì anh em mình biết rồi ha. Khóa là khóa kéo, rất là tiện. Anh em mình đi toilet, kéo lên kéo xuống nó cũng không có bị vướng ha. Nhất là khi anh em mình nhậu á, anh em mình kéo là cho nó dứt khoát luôn. Rồi, cái phần bên trong mà em nghĩ là một số anh em mình ít để ý lắm, ít ai để ý lắm ha. Đó là cái phần lót túi nè. Phần lót túi như thế này á, tuy nó chỉ là một điểm nhỏ nhưng mà nó sẽ rất là tiện ha. Tại vì một phần tiện là đo con này là được sử dụng chất vải lụa, nó không phải là ni lông ha. Nó tiện rất là nhiều thứ, anh em mình bỏ đồ vô lấy đồ ra nó cũng tương đối là nó khá là dễ, nó khá là trơn. Thứ hai là nhất là đặc biệt vào những cái màn hình điện thoại á, anh em mình bỏ vô nó cũng không bị ố ha. Và khi mà anh em mình mặc lên cái quần á, nó cũng không có bị hầm, bị nóng ở ngay những cái phần mà có cái túi như thế này ha, rất là ok. Rồi, mã quần này là đủ size ha, 30, 32, 34, 36. Anh em dòng bụng có tầm 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 là đều có hết cho em. Anh em nào có số đo dòng bụng như thế nào, nhấc cái mã lên, alo với em Kiên sẽ hỗ trợ tư vấn size chuẩn chỉnh cho anh em ha. Và chiều dài của những con quần này, kích thước nó đồng là 103 đến 105 tùy theo size nha anh em. Và những cái kích thước ống của những cái con quần này thì nó đều đồng là 21 hết ha. Đây là kích thước ống nè.
đây là kích thước ống ha. Anh em mình coi nè, kích thước ống của chiều dài của những con quần này thì nó dao động là có tầm 103 đến 105, và kích thước ống là nó sẽ cỡ tầm 21 xăng ha. Ở đây kích thước ống là 21 ha. Đâm ra là anh em mình có thể mình lên like thì giờ một chiều dài là 103 đến 105 lận. Ví dụ anh em mình nào mà thấp người thì mình lên like là vô tư ha. Dây rút đều còn đầy đủ hết nha anh em. Dây rút làm rất là đẹp ha. Rồi, đây là mã quần 013. Anh em mình nhớ nha, 013 là chiếc vải bublin nha anh em. Chiếc vải bublin trơn láng. Đến với mã 014. Đối với mã 014 này là nó được sử dụng chiếc vải là chiếc vải satin nha anh em. Đây nè, em kia sẽ cho anh em mình coi về cái thớ vải satin nè. Anh em mình coi từng thớ vải ha, nó đi theo cái thớ ngang ha. Khi mà anh em mình nhìn vô cái con quần á, cảm thấy như con quần nó rất là đanh nha anh em, cực kỳ đanh luôn. Đây nè, anh em mình coi nè, cái chất quần nó rất là đanh ha. Con này được sử dụng chất vải là chất vải satin. Nhìn cái con quần rất là đanh, và khi anh em mình mặc lên lên form á, nó cũng rất là đẹp ha. Những cái con này thì anh em mình phối với những cái màu sáng hay là màu tối gì nó cũng rất là hợp lý ha. Đây nè, đây là những một con áo thun sáng nè. Nó phối với những cái con này nè, nhìn cái màu nhìn nó rất là hài hòa ha. Hoặc là anh em mình phối với những cái con áo thun như là của em Kiên nè ha. Mình phối vô á, cho anh em nào mà có nước da mà ngâm ngâm á, mình phối vô anh em mình cũng thấy mình nó đỡ đen hơn chút xíu. Và cái chiếc vải satin này, mã 014 này em Kiên cũng đủ size ha. 30, 32, 34, 36. Anh em như nào có dòng bụng là cỡ tầm 78 đến 92 là mặc được hết cho em ha. Chiếc vải satin cực kỳ đanh dày luôn, rất là đanh nha anh em. Cái màu con này á, phải nói là nó như là một cái màu à, nó không phải xanh ô liu đâu ha, nó như là một cái màu xanh ngọc vậy nè, một cái màu xanh ngọc ha. Nó lì mà nó nhìn màu nó rất là hay ha, màu cũng rất là đẹp. Kích thước chiều dài thì nó cũng sẽ dao động là cỡ tầm 103 đến 105, và kích thước ống là đồng 21 nha anh em. Kích thước ống đồng đều là 21 hết. Chất lót túi thì nó đều là bằng lụa hết ha, chất lót túi là đều là bằng lụa hết, nhìn nó cũng rất là đẹp. Form thiết kế thì nó cũng sẽ như cái con mã 013 thôi, không khác gì hết. Nó chỉ khác chủ yếu là khác về cái màu và cái phần vải thôi ha. Đây, vẫn bản lá nem ha, hai may hai đường chỉ đôi hết, chất vải cực kỳ đanh luôn. Rồi, đấy, hai màu hoàn toàn khác nhau nha anh em, 013 và 014. Đấy, anh em nào mà quan tâm màu sản phẩm nào thì có thể nhấc máy lên, alo với em. Với lại em Kiên thấy là hai màu này thì nó cũng khá là dễ phối đồ. Anh em mình đâu nào thì mình mua một cặp thì anh em mình free ship thì nó vẫn sẽ lợi hơn nha anh em. Tại vì cơ bản một quần em chỉ lời được có mấy chục ngàn thôi. Thêm ra khi mà một quần thì em không thể nào em free ship được. Tiền ship bên em thì nó cũng rẻ thôi, có tầm 30 ngàn à, hầu như là đồng giá 30 ngàn. Anh em mình cứ yên tâm về cái việc tiền ship ha. Anh em nào mua một cặp thì nó sẽ tiện hơn thôi. Rồi, anh em nào mà ưng cái mã nào 013 và 014, anh em nào ưng mã nào thì cứ nhấc cái máy lên, alo với em Kiên ha. Em Kiên cảm ơn anh em mình rất nhiều. Em Kiên mong sẽ được sự ủng hộ của anh em trong những phiên live tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại. Quên nữa, anh em nhớ nha, em Kiên đủ size hết nha. 30, 32, 34, 36. Anh em cần mã nào nhấc cái máy lên, alo với em ha. Cảm ơn em rất là nhiều ạ.